Ông bố vô tâm. Bộ phim dựa theo câu chuyện có thật của Stallman, một ông bố là doanh nhân tại Portland, Hoa Kỳ. Bây giờ cậu hoàn thành ngay tài liệu cho tôi. Cuộc họp đang khẩn cấp lắm rồi. 7 phút nữa phải có tài liệu trong cuộc họp nha. Đã rất lâu tôi không hề nghỉ phép quá lấy một tuần. Tôi nghĩ xong dự án này, anh nên dành thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình mình đi. Nhất định rồi, chúng ta đi họp thôi. Có chuyện gì vậy em? Chúa ơi, Willie, Willie mất rồi. Cái gì? Em nói cái gì vậy? Có chuyện gì với Stallman vậy? Hình như anh ấy gặp phải chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Có chuyện gì đã xảy ra hả? Anh bạn của tôi. Willie, bà đã về rồi đấy. Mở mắt ra nói chuyện với ba đi. Cậu bé đã mất được 8 đến 10 giờ đồng hồ trước. Willie đột tử do chứng bệnh động kinh. Đây là căn bệnh có tên là benign cholangitis, epilepsy. Tuy nhiên nó là căn bệnh lành tính, bởi vì nó thường tự biến mất ở bệnh nhân trong tuổi thiếu niên. Căn bệnh lành tính ư? Vậy tại sao con tôi lại mất vì nó chứ? Có lẽ vì nó không ở thể nặng nên ông bà đã chủ quan không để ý đến. Trời ơi, vừa mới tối hôm qua thôi. Willie, sao con lại làm thế? Đi về phòng ngủ để ba còn làm việc. Con không ngủ được. Ba có thể cho con ngồi đây một lúc được không? Thôi nào chàng trai, giờ khuya lắm rồi, con phải đi ngủ. Ba vẫn phải làm việc, không tiếp con được đâu. Chỉ 3 phút thôi ạ. Không được, ba đã nói rồi mà. Ba còn rất nhiều việc phải hoàn thành. Ba sẽ đưa con về phòng ngủ bây giờ. Ngủ đi nào anh bạn. Ngày mai con muốn được không tạm biệt ba trước khi đi làm. Nếu con chưa dậy, ba nhớ gọi con nha. Được rồi, Willie. Sáng mai ba sẽ hôn tạm biệt con trước khi đi làm. Giờ thì ngủ đi nào. À, được rồi, tôi sẽ đến ngay. Là tại ba, giá như buổi tối hôm ấy, thay vì nói không, ba dành thời gian trò chuyện với con dù chỉ 3 phút. Giá như buổi sáng hôm nay ba giữ lời hứa đánh thức con dậy, thì có lẽ không xảy ra chuyện đau lòng này rồi. Thằng bé vốn rất thích ngủ. Em đã nghĩ như thế nên không để ý. Đến khi chạy vào thì giá như... Tôi biết hiện ông đang rất đau buồn, nhưng xin ông hãy hoàn thành nốt thủ tục. Đây là giấy chứng tử. Chưa bao giờ làm việc, chưa bao giờ kết hôn. Sau này con sẽ làm kinh doanh giống ba. Con sẽ làm công ty kinh doanh tàu vũ trụ. Con muốn được cùng ba làm con tàu vũ trụ với con. Ồ, ý kiến hay đấy. Nhưng giờ thì không thể con trai. Chỉ 3 phút chơi với con thôi mà. Xin lỗi con yêu, để lúc khác nha. Giờ thì không được rồi. Lát nữa ba chơi cùng chúng con nha. Hôm qua ba đã hứa khi nào hết bận sẽ chơi với chúng con rồi mà. Ba xin lỗi, ba không thể. Ba còn phải làm việc. Hôm nay công ty lại phát sinh thêm việc gấp rồi. Còn lịch cắm trại thì khi nào được đi hả ba? Được rồi, ba sẽ sắp xếp. Giờ ba phải đi đây. Trời ơi, anh là một ông bố tồi tệ. Anh đã thất hứa với các con quá nhiều. Chỉ 3 phút dành chơi với các con thôi mà anh đã không làm được. Willie của chúng ta đã thực hiện những việc này một cách vui vẻ phải không anh yêu? Thằng bé đã được đi qua 10 quốc gia,
đạp xe trên bãi biển Hawaii, cưỡi ngựa trên con đường nông trại, mặc bộ đồ đến trường, say mê vẽ truyện tranh. Rất nhiều điều bà có thể dành thời gian làm với chúng con, nhưng bà đã không làm. Bà xin lỗi Quillay. Starman, anh hãy điều hành trụ sở công ty mới cho tôi, phải hoàn thành trước cuối năm. Bà ơi, bà có thể chơi cùng con không? Tất nhiên là được rồi. Lại đây con trai, bà sẽ không lãng phí thêm một giây phút nào để chơi cùng con hết. Con muốn chơi gì nào? Thay vì nói không như mọi lần với con, tôi đã dừng lại công việc và chơi cùng con. Thằng bé đã rất ngạc nhiên. Con tôi và tôi kết nối theo cách mà trước đây tôi chưa từng làm. Dù một chuyện nhỏ thôi cũng rất quan trọng. Và tôi đã nhận ra bài học lớn trong mối quan hệ gia đình từ sau câu chuyện đáng tiếc của Quillay. Cái dầm trong tim. Thế này là như thế nào? Anh nói đi. Anh nói đi. Hai người đã như thế này lâu chưa? Lúc anh đi với cô ta, anh có nghĩ gì đến gia đình, nghĩ đến bé Ken hay không? Trời ơi, chỉ toàn vớ vẩn. Chuyện ở công ty đã đủ làm tôi mệt mỏi lắm rồi. Cô đừng có mà âm âm lên nữa. Tôi còn là vợ của anh đấy. 8 năm trước anh đã hứa yêu thương tôi như thế nào? Anh hãy tôn trọng điều đấy. Vì con, vì gia đình này. Nếu cô không chịu được thì ly hôn đi. Giải thoát cho nhau đi. Chắc tao ly hôn thôi mày à. Mày bị điên à? Mày chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Bây giờ ly dị thì mày chẳng còn gì. Cả gia tài giàu có này một tay dâng cho nhân tình của anh ta. Rồi bé Ken nữa, nó có lỗi gì để chịu cảnh gia đình tan vỡ chứ? Nhưng giờ tao biết phải làm sao hả mày? Tao chán nản lắm rồi. Nhất định không thể dễ dàng cho anh ta thỏa lòng. Mày nghe tao, tao có cách này. Tôi muốn cô cặp bồ với chồng của tôi. Cặp bồ? Tôi không thể tin được một người vợ thuê người phụ nữ khác ngoại tình với chồng mình đấy. Anh ta đang ngoại tình với một cô gái khác và muốn ly hôn với tôi. Nhưng tôi không thể dễ dàng vứt bỏ thanh xuân của mình bằng một tờ giấy ly hôn được. Con trai của tôi chỉ mới 7 tuổi thôi. Vậy việc chồng cô ngoại tình với tôi hay một cô gái khác thì có gì khác nhau? Tôi muốn cô làm cho anh ta mê mẩn, rồi sau đó đá anh ta thật đau đớn vì tiền. Và anh ta sẽ trở lại với gia đình. Vì chỉ có gia đình mới là nơi yêu thương thật lòng với anh ta. Vậy thì cô cho giá đi. 500 triệu. Đây là 200 triệu tôi tạm ứng trước cho cô. Sau khi cô chia tay anh ta thì cô sẽ được phần còn lại. Điều kiện là mọi tình hình cô phải cập nhật cho tôi biết. Anh ta vẫn chính nào tật nấy, có mới nói cũ. Em yêu ăn đi, món em thích đấy. Anh cũng ăn thêm đi, chứ em ăn một mình, em béo anh chê em thì sao? Không đâu, em là đẹp nhất, tình yêu của đời anh à. Thật không đó, anh chỉ khéo nịnh thôi à. Anh cảm ơn em đã mang đến hạnh phúc ngọt ngào này cho anh. Anh yêu em. Ôi, hạnh phúc quá, lãng mạn quá. Chẳng phải tôi đã nói với cô là chấm dứt với anh ta rồi sao? Cô không hiểu vấn đề à? Tôi đã đá anh ấy theo đúng kế hoạch của chị, nhưng anh ấy cứ bám lấy tôi không chịu buông đấy thôi. Cái gì? Thật buồn cười. Không phải cô chỉ vì tiền thôi à? Cô muốn bao nhiêu nữa? Cứ nói đi. Bây giờ tôi lại nhận ra tôi đặc biệt thích anh ấy, và anh ấy cũng thật lòng yêu tôi. Cô cần gì ở người đàn ông ấy khi mà anh ta sẵn sàng cặp bồ hết người này đến người kia, đến cả vợ con anh ta còn chẳng màng. Đối với anh ta, cô chỉ là vui chơi qua đường mà thôi. Vậy còn chị, với người hết tình cảm với chị, sao chị vẫn chưa thể buông tha cho anh ấy? Cô thật trơ trẽn. Cô đang giật chồng của tôi đấy. Đừng ở đây mà dạy tôi phải sống như thế nào. Hôm nay anh tranh thủ về sớm nhé. Bé Ken sốt cao quá, em không biết phải làm sao hết. Thật sao? Vậy em cho con đi khám chưa? Thôi, để anh về luôn coi sao. Bé Ken à, lát nữa ba về thì phải nói là bé Ken nhớ ba lắm.
muốn ba ở nhà, không được đi công tác nữa nha. Nếu ba không chịu thì con phải khóc, giả bộ mệt để ba đồng ý cho bằng được, nghe không con? Dạ. À, ba Quân đã về rồi mẹ ơi. Để ba xem nào, con có mệt ở đâu không? Ba về là con khỏe liền à. Con chỉ ước ba đừng đi công tác nữa, ba về ở với mẹ con Ken thôi. Vậy ba Quân hôm nay sẽ ở nhà với Ken phải không nào? Hôm nay ba Quân đọc truyện ru Ken ngủ nha. Lần sau em đừng mang con ra để làm mấy trò như vậy nữa. Nó chỉ mới là một đứa trẻ thôi. Thế Ken không phải là con của anh à? Anh đi biền biệt với cô này cô kia, có thời gian nào dành cho thằng bé hay không? Em đừng cố chấp nữa, ly hôn đi. Tôi sẽ có trách nhiệm với thằng bé. Anh mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Con ghét ba, con không cần ba nữa. Ba lập mẹ con khóc. Không, không đời nào tôi không thể để gia đình này tan nát, để con của tôi có một gia đình không trọn vẹn đâu. Ngoại ơi ngoại, con với mẹ về thăm ngoại ạ. Hai mẹ con về đấy à? Thế à, ba Quân đâu rồi mà để hai mẹ con tự về thế này? Ba Quân đi công tác mấy tháng nay rồi, không có về nhà nữa đâu ngoại. Sao? Lại có chuyện gì nữa đây hả con? Anh Quân, anh ấy nói muốn ly hôn với con. Anh ấy ở ngoài có người khác, dọn luôn sang sống với cô ta, dầm bữa nửa tháng cũng không về nhà. Con nói thế nào cũng không được ba ơi. Không thể tin được. Nó được học hành tử tế, làm đến giám đốc rồi mà lại buông thả như thế. Giờ lại công khai nuôi bồ bên ngoài nữa sao? Con không muốn bé Ken sống thiếu ba hoặc mẹ. Con mong ba mẹ giúp con với. Con yên tâm, ba mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. Ba sẽ sang nhà ông bà thông gia, nói cho ra lẽ mới được. Ôi, sao thằng bé nóng thế này? Ken, Ken à, Ken. Bố mẹ ơi, gọi cấp cứu cho con với. Bé Ken bị sốc mê man rồi. Con đã điện thoại được cho thằng Quân chưa? Con gọi cho anh ấy cả trăm cuộc rồi mà anh ấy không có nghe mẹ ơi. Vừa bắt máy, nghe nói Ken đang cấp cứu trong bệnh viện, là anh ấy bực tức cúp máy luôn rồi mẹ. À, phải rồi, con phải gọi cho cô ta. Tôi biết anh Quân đang ở đây, xin cô đưa máy cho anh ấy, tôi cần nói chuyện một lát. Chị hết lợi dụng con rồi lại nhờ ba mẹ đẻ, ba mẹ chồng can thiệp bắt anh ấy bỏ tôi. Chị bị sao vậy? Cứ cố chấp níu kéo một người không còn yêu mình để làm cái gì? Tôi xin cô hãy làm ơn đưa máy cho anh Quân. Bé Ken đang cấp cứu ở bệnh viện, tình trạng rất nặng. Xin cô hãy cho. Chị lại định bày trò gì nữa đây? Em cúp máy đi, cô ta lại vẽ chuyện để anh về đấy. Alo, alo, làm ơn đi mà, làm ơn đi mà. Con vừa nói chuyện với ai đây? Dạ, không có gì đâu mẹ ạ. Mẹ nghe thấy hết cả rồi, là người tình của Quân phải không? Ừ, mẹ ơi, con đã làm hết cách rồi. Thậm chí cô gái này, con thuê về để làm cho anh ấy nhận ra cô ta chỉ yêu anh ấy vì tiền. Nhưng không ngờ cô ta lại quay sang yêu anh Quân mà không chịu làm theo kế hoạch. Trời ơi, tại sao con lại giấu mẹ cả những chuyện này? Con như người đang bị mắc dầm, mà cái dầm một khi đã đâm vào da thì không can đảm lấy ra sớm thì nó sẽ sưng mủ mãi mãi, làm mình nhức nhối. Lấy ra không đúng cách, nó càng đâm sâu, khiến cho con đau đớn hơn. Nhưng mà con không đành lòng. Ngày xưa vất vả, hai vợ chồng cùng chung sức gây dựng mới được ngày hôm nay. Còn bé Ken nữa mẹ ơi. Nhưng chỉ sống với nhau vì trách nhiệm thì chắc chắn sẽ thật nặng nề. Thằng bé cũng không muốn ba mẹ nó phải giả dối với nhau chỉ vì nó. Đến nước này rồi, hãy cho mình một cơ hội khác, con sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn đấy. Con tôi sao rồi bác sĩ? Không sao, cháu chỉ bị rối loạn đường ruột một chút. Bây giờ cả nhà vào thăm cháu đi. Tôi buông tay rồi. Bát nước một khi đã hất đi thì không thể nào lấy lại được. Mình đã thật ngu ngốc khi cố gắng níu kéo cái không còn thuộc về mình.
kẻ không còn xứng đáng với mình. Hãy dũng cảm lên Thu ơi. Sự tích 12 con giáp. Thuở ban sơ, Ngọc Hoàng mới tạo ra đất trời chưa được bao lâu. Ta đã có cách phân chia thời gian với hạ giới. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông sẽ góp thành 12 tháng trong năm. Ngoài ra còn thêm một điều phải sắp xếp là định tuổi, định số mạng cho con người. Dạ, thưa Ngọc Hoàng, chúng ta cũng nên dựa theo số tháng, số năm để định tuổi cho loài người. Dạ, mỗi năm tính là một tuổi. Được, còn về số mạng, con người tuy đông, sinh ra ngày giờ, nơi chúng khác nhau, nhưng tụ trung chỉ cầm tinh các con vật tiêu biểu. Ta sẽ lấy 12 loài ứng với số tháng làm linh vật đại diện cho con người, tức 12 con giáp. Ngọc Hoàng sáng suốt. Nhưng thưa người, trần gian có nhiều loài vật khác nhau, không biết phải chọn con vật nào ạ? Ta sẽ cho triệu tập muôn loài về thiên đình kể từ lúc có thông báo. Hễ con vật nào về thiên đình trước sẽ được chọn là con đầu đàn. Từ con đầu đàn sẽ chọn tiếp con thứ nhất được quyền giới thiệu con thứ hai. Con thứ hai giới thiệu con thứ ba, đến khi đủ 12 con. Tuân lệnh Ngọc Hoàng. Thuở ấy, đường lên trời còn chưa bị cắt, muôn loài vẫn tự do đi lại khắp chúng. Kính thưa Ngọc Hoàng, con tình cờ con đi ngang qua và đã thấu được lệnh chỉ. Con xin được diện kiến trước người ạ. Khá lắm, không hổ danh là loài chuột nhanh nhẹn, tinh khôn. Người nào cầm tinh ngươi, ắt được hưởng sự nhanh nhạy. Ngươi hãy về truyền lại cho một người bạn của ngươi. Đó là loài thứ hai trong danh sách và sẽ chọn ra loài thứ ba. Cho đến hết 12 loài, loài nào được chọn thì lên chầu thiên đình vào ngày đầu xuân để ta chỉ dạy. Tuân lệnh Ngọc Hoàng. Khi ấy, mèo và chuột còn chung sống với nhau rất hòa thuận. Loài vật nào sẽ được vinh hạnh xếp sau ta nhỉ? Phải rồi, anh mèo. Anh mèo ơi, anh mèo. Chuyện gì thế cậu chuột? Ngọc Hoàng đang chọn các loài để làm linh vật đại diện cho con người. Cảm ơn cậu đã nghĩ đến tôi nhé. Con người cầm tinh mèo, hẳn người đó phải tốc độ và nhảy bén lắm. Thật vinh hạnh quá. Ấy à, nhưng tôi đôi khi cũng lười với mít ướt lắm. Thì ai mà chả có những ưu nhược điểm riêng. Anh chọn ngay một người bạn mời nhé. Tôi biết rồi, thế này phải cân nhắc kỹ lắm đây. Tôi có tật mê ngủ ngày, vậy hôm lên thiên đình cậu mới đánh thức tôi kẻo tôi quên nhé. Nhất định rồi. Ôi, tôi thấy hào hứng quá. Ai mà cầm tinh trâu tôi thì ắt hiền lành lắm, chăm chỉ nữa chứ. Ấy à, nhưng chắc cũng vất vả đấy nhỉ. Có vất vả thì mới có ấm no. Anh nói phải. Tôi sẽ tìm bạn nói khố của tôi là anh Hổ. Anh ấy dù đôi lúc nóng nảy, nhưng oai dũng là số một. Anh bận cả buổi tối ngày mà vẫn nhớ tới người bạn này. Tôi sẽ tìm Thỏ là để báo tin tiếp ngay. Thỏ dễ thương như vậy, ai mà mang tuổi Thỏ thì quá tuyệt. Đúng thế. Thỏ ưng thuận ngay và báo tin cho rồng. Người bạn to lớn khi đuôi tới uống nước con sông lớn ven bìa rừng. À, tôi ngày ngày bay lượn trên không và hay qua lại cung của Ngọc Hoàng nên cũng biết tin này lâu rồi. Ồ, ra anh đã biết à. Ừ, hôm ấy anh chuột nhanh chân hơn nên được giao việc. Giờ anh truyền đến tôi rồi, tôi mừng lắm. Tôi sẽ mời anh rắn. Trong vừa mới báo anh là anh tìm tôi ngay đấy ạ. Hẳn nào mà tôi nằm mơ thấy mình được lên trời, quả đoán sự như thần. Cái ông này rõ thật bốc đồng, nhưng mà nói được làm được, tôi thích. Ngựa sau đó chọn người bạn thân thiết là dê. Dê lại báo tin cho loài vật thông minh, lanh lẹ là khỉ. Ba chân bốn cẳng, khỉ chạy đi báo cho gà. Bạn thân của gà là chó cũng nhanh chóng hay tin. Thế là đủ cả thảy 12 loài. Mùa xuân năm ấy, 12 loài vật cùng rủ nhau tụ hội về thiên đình. Kính thưa Ngọc Hoàng, 12 loài chúng con đã có mặt đông đủ ạ? À? Dạ thưa Ngọc Hoàng, mới chỉ có 11. Trời ạ, à, tôi quên không gọi anh mèo. Ta đã dặn chuột thế nào, tưởng người nhanh nhạy, xem ra cũng nhanh ẩu đoạn lắm. Dạ, là lỗi của con. Được rồi, truyền lệnh ta, phái lính xuống trần, trên đường đi hễ gặp con vật nào đầu tiên thì cho thế chỗ mèo. Tuân lệnh.
Tốt lắm, heo khỏe mạnh, là nhàn hạ, sẽ là linh vật tốt cho con người. Nhẽ ra chuột sẽ đứng đầu danh sách 12 con giáp, nhưng tính nhà ngươi bất cẩn quá, chọn ngay ngươi ta thấy thiếu công bằng. Ta sẽ tổ chức một cuộc thi chạy tới cung quản hàm của Hằng Nga để quyết định thứ tự dựa theo loài vật vệ nhất, nhì, ba. Ngọc Hoàng Anh Minh. Ôi ông trời ơi là ông trời, không lỡ bắt con chạy cơ chứ. Đúng là con chuột lao ca. Cuối cùng thì ngươi vẫn giành vé đầu bảng. Kính thưa Ngọc Hoàng, con được chuột mời đầu tiên, tại sao con lại không được dự thi? Xin người xét lại. Con ham ngủ ngày cũng là do đặc tính loại người ban. Tâu Ngọc Hoàng, nếu bị từ chối, mèo sẽ uất ức suốt kiếp mất. Bình cung quản đang thiếu người canh giữ, nên thần nghĩ... Được, vậy khanh cho ta chọn một loài để giữ lại ở trong quản. Vậy mèo sẽ thế cho thỏ, theo thứ tự về cung quản. 12 con giáp lần lượt là chuột, trâu, cọp, mèo, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó và heo. Hy vọng các ngươi sẽ không ngừng trau dồi ưu điểm loài, hạn chế khuyết điểm, xứng đáng trở thành linh vật cho con người. Ngọc Hoàng muôn năm, chúng con sẽ dốc hết sức mình ạ. Kể từ đó, 12 con giáp trở thành đại diện cho số mạng con người. Ai cầm tinh loài nào, ít nhiều đều có tính cách đặc trưng thú vị. Những ưu điểm khuyết điểm làm nên cá tính mỗi người. Người bạn của thần mặt trời. Thần thoại của một số dân tộc Việt Nam kể lại rằng, khi Ngọc Hoàng mới sáng tạo ra trời đất, mặt đất lúc ấy vốn là một nơi tăm tối, lạnh lẽo và ẩm thấp. Lo lắng cho nhân gian, Ngọc Hoàng lệnh cho những người con của mình là các thần mặt trời mang ánh sáng của mình chiếu rọi cho nhân gian. Vâng mệnh Ngọc Hoàng, các thần mặt trời tỏa đi khắp nơi, khiến nhân gian đâu đâu cũng tràn ngập ánh sáng. Ôi tuyệt quá. Thật rực rỡ. Ôi cảm tạ trời đất, thứ ánh sáng kia thật rạng rỡ và tuyệt diệu. Chắc có lẽ Ngọc Hoàng đã sai các thần mặt trời đi soi sáng nhân gian. Những ngày tháng sống trong tăm tối của chúng ta đã kết thúc rồi. Cứ như vậy, 10 thần mặt trời rong ruổi ở nhân gian hết ngày này đến ngày nọ không ngừng nghỉ. Chẳng bao lâu sau, cây cối, đất đai ở nhân gian đã trở nên khô cằn, nứt nẻ. Ngọc Hoàng quên việc thu các mặt trời về, khiến cho mặt đất càng ngày càng nắng hạn. Không thể để thế này được, các mặt trời đang hủy hoại nhân gian. Nếu chúng ta không làm gì thì tất cả sẽ chết hết. Chuyện các đấng bề trên đã định đoạt, chúng ta đâu thể chống lại được. Và đừng cản con nữa, con đã quyết định rồi, con sẽ đi bắn hạ các mặt trời. Chúng ta phải tự cứu lấy mình thôi. Cứ như vậy, chàng đã tìm kiếm và bắn hạ gần hết các mặt trời, khiến khí hậu ở nhân gian càng ngày càng trở nên dễ chịu, thuận hòa hơn xưa. Đây là mặt trời cuối cùng rồi. Nếu mặt trời hoàn toàn biến mất, trần gian lại trở về thời kỳ đen tối. Không được, ta phải để mặt trời cuối cùng sống sót. Ôi không, bóng tối đang trở lại ư? Trời ơi, bóng tối. Và rồi một lần nữa, bóng tối lại bao trùm nhân gian hết ngày này qua ngày khác. Sự lạnh lẽo và tăm tối bao phủ khắp mặt đất hoang vu, lạnh giá. Con người và vạn vật rủ nhau đi tìm gọi mặt trời xuất hiện. Nhưng họ đi mãi, ngày này qua ngày khác, mà không sao tìm được mặt trời cuối cùng. Mặt trời thiêu đốt quả là đáng sợ, nhưng nếu phải sống trong tối tăm mịt mờ thế này mãi mãi thì còn đáng sợ hơn. Các mặt trời vốn được phái xuống đây để đẩy lùi bóng tối, mang đến cho sinh linh vạn vật nguồn ánh sáng. Chúng ta tiêu diệt các mặt trời, dẫu có cái đúng nhưng vẫn có cái sai. Giờ chúng ta phải làm gì đó để mặt trời cuối cùng chịu trở về đây. Ánh sáng kia là gì nhỉ?
có khi nào là của thần mặt trời cuối cùng không? Mặt trời, bạn đừng sợ, cũng đừng khóc nữa. Không ai làm hại bạn đâu. Đừng sợ mà, tôi chỉ là một chú gà bé nhỏ, không làm hại được bạn đâu. Tin tôi đây. Mặt trời cứ khóc mãi, khiến cho gà trống bối rối chẳng biết làm gì. Cuối cùng, cậu cất cao tiếng gáy của mình, khiến cho mặt trời bình tĩnh trở lại. Thần mặt trời, hãy nghe tôi nói, xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không làm hại bạn đâu. Hãy trở về mặt đất với chúng tôi. Con người và vạn vật thật sự rất cần ánh sáng ấm áp của bạn chiếu rọi. Chẳng phải chính các ngươi đã tìm mọi cách để tiêu diệt các thần mặt trời sao? Giờ lại nói cần ánh sáng, ta không tin các ngươi nữa đâu. Xin bạn hãy nghe tôi giải thích. Cây cỏ, muôn thú và cả con người vốn rất yêu thích ánh sáng của bạn. Nhưng vì có quá nhiều mặt trời, các bạn đã thiêu đốt mặt đất suốt thời gian qua, khiến cho cuộc sống của chúng tôi vô cùng khốn khổ. Thôi đi, tất cả chỉ là ngụy biện. Các người đều là những kẻ vong ơn bội nghĩa. Ôi trời, ánh sáng của anh. Được, nếu bạn không tin, tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy. Ánh sáng của các bạn đúng là khiến vạn vật sinh sôi phát triển, nhưng cũng có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ. Nếu cái chết của tôi có thể giúp bạn hiểu ra mọi chuyện, có thể hóa giải được mối hận thù giữa mặt trời và vạn vật, thì tôi cũng cam lòng. Ôi không, gà trống ơi, bạn sao vậy? Tại sao ánh sáng của mình lại khiến bạn đau đớn đến thế? Mình phải làm gì để giúp bạn đây? Ngày ngày có thể mang ánh sáng sưởi ấm vạn vật là công việc mà tôi yêu thích. Nhưng hóa ra ánh sáng của tôi lại còn có thể thiêu đốt vạn vật. Tôi phải làm gì mới phải đây? Tôi biết bạn không cố ý làm hại chúng tôi mà. Chúng ta hãy gạt bỏ tất cả, hãy chung sống hòa bình với nhau. Tôi đã nghĩ ra cách giúp bạn rồi. Bạn có cách ư? Tôi ở mặt đất đã lâu nên rất hiểu lúc nào cần ánh sáng của bạn, lúc nào thì không. Thế nên từ nay về sau, khi nào thấy tôi gọi thì bạn hãy xuất hiện và mang ánh sáng đến cho chúng tôi. Bạn thấy được không? Nếu được như vậy thì tuyệt quá. Thật sự bạn sẽ giúp đỡ tôi chứ? Tất nhiên là vậy rồi. Hãy tin tôi, thần mặt trời. Kể từ ngày ấy, không kể mùa hè nóng nực hay mùa đông lạnh giá, như một thiên chức vẻ vang, sáng nào cũng vậy, chú gà trống đều cất cao tiếng gáy oai hùng gọi mặt trời lên. Mặt trời cũng vậy, dù ngài có ở đâu xa, khi nghe tiếng gà gáy thì đều vươn mình trỗi dậy, làm nhiệm vụ chiếu sáng cho muôn loài. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.